Em chào anh chị nha. Hôm nay em làm thêm một cái clip nữa là con Toyota Innova, con này G-Link G anh chị nha. Con này là đã được lên full dàn lạnh rồi. Vô lăng cũng lên rồi, cản trước nè. Cản trước cũng lên luôn rồi anh chị nha. Đó. Phom xe đây. Con này hôm qua mới lấy về rất là bẩn. Trường Anh cũng vừa mới đưa qua công nghệ 4.0 đây. Đó, chiếc xe nè. 4 vỏ 80% mâm đúc mới nha. Giá rất rẻ luôn. Đó, chiếc xe đây. Để Trường Anh test cái phần máy cho anh chị xem nha. Con này thì Trường Anh đã làm clip rất là chi tiết ngày hôm qua rồi. Vô lăng nè. Vô lăng đã lên vô lăng 4 chấu rồi nha anh chị nha. Con này là xe dịch vụ. Người ta chạy dịch vụ gia đình chứ không phải dịch vụ taxi của công ty ra nha anh chị nha. Nè, full dàn lạnh nè. Hay là nút dàn lạnh sau đây. Trang bị một cái màn hình Android đầy đủ hết á, USB, thẻ nhớ, nghe nhạc. Yêu thương là bài học Chúa đã dạy con. Đó, xe này đề nhẹ đã nổ, trợ lực lái rất là nhẹ nè. Đó, anh chị nào ít tiền thì mua con xe này về tập lái, tập chạy rất là ok nha. Kể cả anh chị mua con xe này về cho thuê xe dịch vụ nữa vẫn còn kịp ạ. Khi con bước vào trong cuộc đời này, Chúa dạy con yêu mến Chúa. Và đồng thời phải yêu thương. Là có cả gương dẫn điện hết toàn diện nha. Con này Trường Anh đã làm clip chi tiết rất là kỹ luôn. Nội thất nè, trợ lực lái nhẹ lắm anh chị ạ. Nội thất xe nè. Con này 7 chỗ. Máy móc không? Máy móc rồi. Máy này hoạt động anh chị nha, máy nổ rất êm luôn. Cái nào bên em vừa mới đưa qua công nghệ 4.0 tỷ rửa xong. Đó anh chị thấy không? Hai sóng lường à. Hai sóng lường là không có dấu hiệu cứng đụng nha anh chị. Máy đang nổ đây, mức độ tiêu thụ nhiên liệu con này nó nằm tầm 9 lít trên 100 cây nhé. Nó xài 4 cái bếp full, 4 cái buri đây. Đây nè, hai sóng lường bên đây là không có dấu hiệu cứng đụng nè. Đó, không có dấu hiệu cứng đụng. Có cái phần này là nó hơi bị cứng đụng, nhẹ vào đây thôi nha anh chị nha. Đây là nó bị nhẹ vào cái thanh chằng một tí xíu thôi. Đó, có một tí xíu người ta đã làm lại rồi. Còn không có bị liên quan tới vô phần máy anh chị nha. Chiếc xe thì còn ok lắm, giá rất rẻ. Đây nè, bên hông cột của nó nè, những sóng dập vi-vin ở nhà sản xuất nè, còn vi-vin hết. Đó, nó có bị va quẹt rất là nhỏ nha anh chị nha, không ảnh hưởng ạ. Đời 206, G-Link G, xe dịch vụ. Xe này là người ta chạy dịch vụ gia đình, không có qua dịch vụ công ty nha. Tem 7 màu còn nguyên viên trên xe này chưa? Đó, tem màu rồi còn nguyên viên hết. Máy móc nổ rất êm. Mua về chỉ việc sử dụng thôi. Gầm bề không có xíu mục mọt anh chị nha. Nội thất đây. Nhạc nhóm dàn lạnh đầy đủ hết, không thiếu cái gì ạ. Đó, phom chiếc xe đó. Đây nè. Con này 7 chỗ.
sau nè, không có gì là cứng đụng anh chị nhá. Những cái đinh tán dập nguyên rin ở nhà shop nè, còn nguyên rin hết. Tổng quan con xe đây đó, trần là trần nỉ, bọc chi lông cách nhiệt hết toàn diện này nha anh chị. Anh chị nào mua thì liên hệ với tới Trường Anh ô tô, con này bên em bán giá rẻ em nha, bao rút hồ sơ cho anh chị. Di lên G, con này là lên full vàng lạnh rồi. Đây vàng lạnh của nó nè, một vàng lạnh, hai vàng lạnh, ở trên kia một vàng lạnh, là ba vàng lạnh nhé. Đó, anh chị nào mua thì liên hệ đến Trường Anh ô tô nhé. Em bán giá con này là 215 triệu, bao rút hồ sơ cho anh chị. Không dán con xe gầm bề là không có xíu mục mò anh chị nhé. Đây nè, nó có va quẹt nhẹ ở đây một xíu thôi nè, thân dằn nè, nó có bị va quẹt nhẹ một tí xíu thôi, không ảnh hưởng. Máy móc là nổ rất êm nè, anh chị thấy tiếng máy không? Chiếc máy nè, nó nổ rất êm luôn. Bên em cũng vừa đi tẩy rửa con xe này xong nhé. Đó, anh chị nào mua thì liên hệ với Trường Anh ô tô. Một lần nữa Trường Anh ô tô xin cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.